Giới thiệu cho quý anh chị em bộ ghế đẳng cấp nha. Đấy, cho quý anh chị em xem. Thì đầu tiên ấy, thì mình sẽ coi đầu tiên mình quý anh chị em có thể thấy là các cái mặt vân, mặt bàn, mặt ghế, mặt đồn đều là mặt vân cây lựa hết, là chuyện bình thường nhá. Vì do ấy là quý anh chị em có thể thấy là khi mà hàng đẹp ấy là cả tay ghế này, cột ghế này, tó ghế này, cả tựa ghế toàn bộ đều phải có vân. Vậy nó mới đẹp hơn nữa nha quý anh chị em, vậy nó mới cao cấp hơn. Chứ bình thường thì quý anh chị em có thể thấy ấy, là ở ngoài thị trường ấy, là những cái hàng giá rẻ thì thường thì người ta chỉ là ok cái mặt đẹp này, hoặc là cái tó đẹp rồi chấm hết chương trình, hoặc là cái tay đẹp thôi. Còn đây là toàn bộ bộ ghế chỗ nào nó cũng đẹp hết nha quý anh chị em, toàn bộ bộ ghế chỗ nào nó cũng đẹp hết. Về đây cho quý anh chị em xem cái ghế con này. Đó. Khi mà quý anh chị em để ý ấy, là cái tay này, hai cái tay này nó đối xứng với nhau này, các quý anh chị em thấy không? Thường ấy thì nó sẽ đối xứng với nhau đến giống nhau gần 90%, tại vì mình sẽ cố gắng lựa cây cho nó cái bộ độ đồng nhất của nó để đẹp nhất có thể. Đó. Và bên cạnh đó thì quý anh chị em có thể thấy dàn tó này nó cao mà, tó này bình thường ở ngoài thị trường này, đây quý anh chị em thấy không? Tó này cao 25 này, bình thường ở ngoài thì người ta chỉ cao là cao 22 thôi, hoặc cao 23. Một cái tó cao 25 như vậy thì quý anh chị em có thể thấy là khi mình dựng cao như vậy ấy, thì cái nét đục chạm của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và nó được đục chạm, cái này là đục bằng tay chạm hai mặt luôn nha quý anh chị em. Đục bằng tay chạm hai mặt luôn. Phần phía dưới là phần tựa. Tựa này sẽ là dày 4 phân nha quý anh chị em, đục chạm đi thì nó sẽ còn khoảng 3 phân 8. Toàn bộ thì quý anh chị em có thể thấy mình đang chuẩn bị bỏ hàng, xếp hàng đi nè. Thì mình sẽ bọc lại thì, khi mà lên xe nó xong không bị chảy nè. Phần phía trước là đẹp không ạ? Và điểm đầu bạc thì quý anh chị em có thể thấy là cái con nghê này nha quý anh chị em. Cái con nghê này nó sẽ là con nghê liền nguyên khối không ghép luôn nha. Hàng này nó sẽ là nghê liền nguyên khối không ghép một tí nào luôn. Do vậy thì quý anh chị em có thể thấy là rất là mắc tiền phải không ạ? Và không chỉ có một con đâu nha, bộ ghế này thì quý anh chị em có thể thấy nó sẽ tất cả là 6 con nghê chứ không phải một con nghê nha. Cho quý anh chị em xem toàn bộ nghê này. Hồng vân cây lên cuộn cuộn theo lên rất là đẹp nha. 6 con nghê lận nha chứ không phải một con nghê nha quý anh chị em. Về phần bàn thì quý anh chị em có thể thấy là cái bàn này thì mình sẽ có hai cái ngăn kéo ở hai bên luôn. Đó, bàn là bàn hộp, làm mở ra thôi là quý anh chị em thấy là thiết kế rất là dày dặn. Hai bên đều có nha quý anh chị em, bên này một cái, bên này có cái nữa này. Đó. Ở đây cho quý anh chị em xem cái phần cái đôn kẹp luôn này. Nhìn thôi là thấy mê rồi phải không ạ? Nhìn vô là hàng làm dày dặn, chất lượng, chắc chắn này. Đúng chất cây nha quý anh chị em, quan trọng là đúng chất cây. Tại vì sao vậy? Tại vì các anh chị em có thể thấy là khi mà mình làm đúng chất cây á thì cái độ ghế của mình nó mới có giá trị. Chứ bình thường là quý anh chị em thấy là mình xài những cái bộ ghế mà nó phe cây thôi là cái độ ghế của mình nó không còn giá trị nữa. Chỉ cần ví dụ phe ở xương hay là phe ở đâu đó, một cái yếm nào đó thì đã ra không còn giá trị rồi. Và những cái bộ ghế này thì quý anh chị em có thể thấy là cái mặt của nó sẽ rất là sâu nha. Bình thường ấy, hàng ở ngoài thị trường ấy thì quý anh chị em có thể thấy là nó chỉ sâu là sâu tới 50 thôi, hoặc là 51, còn cái này nó sẽ sâu tới 53 lắm. Do vậy nó sẽ rất là thoải mái. Và bên cạnh đó ấy, là cái điểm này, cái điểm hot này, khi quý anh chị em kê đầu vào à, đó, nó sẽ rất là thoải mái, nó không có bị cấn ở đây nha. Thường thì mình thấy là nhiều bộ ghế trăm triệu xài mà kê đầu vô thì nó cấn chỗ này. Như vậy hàng đó nó chưa phải hàng cao cấp, hàng đấy nó chỉ là hàng to xác thôi. Còn hàng cao cấp ấy, thì quý anh chị em có thể thấy là mình ngồi trải nghiệm phải thật là thoải mái. Mình sai mà, đâu đó mình phải thoải mái trước đã. Còn cái vấn đề chỗ phần còn lại kỹ thuật của anh thợ đấy nó có chuyên nghiệp hay không là một chuyện khác nha. Và những cái mặt bàn này thì quý anh chị em có thể thấy rất là giá trị phải không ạ? Toàn bộ mặt bàn, mặt ghế đều được bảo hành hết nha quý anh chị em. Bảo hành sao? Ví dụ như xài mà bị xé lớn vô đây á thì bên mình sẽ thay mặt mới cho quý anh chị em nha. Rồi, cần tư vấn những sản phẩm đẹp thì quý anh chị em có thể liên hệ với sưởng gỗ Mộc Gia Đình nha. Và những cái sản phẩm này bên mình giao tới không giống mô tả, quý anh chị em có thể trả hàng cho mình hoàn toàn miễn phí. Và cái sản phẩm này đang bán ở nhà quý anh chị em, hàng này đa phần là hàng đặt hết nha quý anh chị em. Rồi, chào tất cả mọi người.